Đối với thời điểm 2 tháng, mẹ bỉm nên đến tái khám ở bệnh viện vì thời điểm này là cái tình trạng hậu sản mình đã hết, các cơ quan sinh dục đã trở về bình thường, trừ tiếng vú vẫn duy trì kích thích tạo sữa để nuôi con. Thì ở thời điểm này mẹ được đến để bác sĩ chăm sóc, không chỉ là thăm khám phụ khoa, bác sĩ sẽ khám tổng quát hết để đánh giá xem mẹ đã hết tình trạng thiếu máu hoặc là những cái bỉm sữa có cái rối loạn về cái thai kỳ như là đái tháo đường hoặc là cao huyết áp, thì bác sĩ sẽ tầm soát những cái bệnh của mình để đánh giá xem mẹ đã trở về bình thường. Song song đó, bác sĩ sẽ khám phụ khoa. Thì ở cái lượt khám phụ khoa này, bác sĩ sẽ đánh giá xem cái vấn đề tử cung, âm đạo, hết ra huyết và cái tình trạng mẹ có kinh non lại hay chưa. Một số bà mẹ sẽ có thể có kinh non sớm và đây là thời điểm để bác sĩ đánh giá xem mình có sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng hay chưa.